kính chào quý vị và các bạn. Đường bộ là phương thức vận tải xương sống trong hoạt động vận tải hàng hóa ở Việt Nam. Việc ưu tiên đầu tư cho đường bộ trong thời gian qua đã mang lại nhiều thay đổi trong bức tranh hạ tầng giao thông của cả nước. Tuy nhiên, đường bộ với tỷ lệ xe chạy rỗng nhiều khiến chi phí logistics cao và lượng khí thải lớn đang đòi hỏi phải tái cơ cấu vận tải và tìm ra phương thức giảm áp lực cho đường bộ. Trong khi đó, đường thủy với ưu điểm là có thể vận chuyển với khối lượng rất lớn, giá cước vận tải thủy chỉ bằng 1/2 đến 1/3 giá của vận tải đường bộ. Có tiềm năng lớn như vậy, nhưng nhiều năm qua, ngành vận tải đường thủy nội địa Việt Nam phát triển rất chậm. Vậy cần làm gì để ngành đường thủy nội địa Việt Nam phát triển hiệu quả và bền vững? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình Giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay. Tôi gắn bó với ngành đường thủy Việt Nam từ năm 1964. Ai cũng biết rằng là đường thủy có rất nhiều lợi thế. Nhưng hồi đó, sau chiến tranh thì chúng ta bị cấm vận và nền kinh tế chưa phát triển cho nên là không có vốn, nên ngành đường thủy trở nên rất yếu kém. Ước mong của chúng tôi là chúng ta có một tiềm năng tốt như thế, làm sao để cái tiềm năng đó biến thành hiện thực. Mà muốn biến tiềm năng thành hiện thực thì rõ ràng là chúng ta phải có đầu tư. Từ thực tế thì mấy chục năm qua thì thấy rõ ràng là cái việc đầu tư của nhà nước đối với đường thủy nội địa là chưa tương xứng và chưa đúng theo cái mong muốn của những người đang làm nghề vận tải đường thủy nội địa. Chính vì thế nó đã làm giảm đi rất nhiều cái ưu đãi, hay là nói khách là thiên nhiên đã ban nạ tặng cho cái ngành đường thủy nội địa rất nhiều, một cái tài sản rất là quý, rất là lớn và rất có thể. Và ở đó nó không những là thiên nhiên mà lại con người sinh ở vùng đó cũng là một trong những cái loại người mà người ta rất là có tâm huyết với sông nước. Mà nếu anh không khai thác nó tốt thì rõ ràng chúng ta bỏ phí đi một cái tiềm năng cực kỳ lớn. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm 2014 cho thấy vận tải đường thủy nội địa đóng góp một vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa với gần 200 triệu tấn mỗi năm, chiếm 18% tổng hàng hóa vận tải của Việt Nam. Con số này ở nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ chỉ lần lượt là chiếm 8,7% và 0,5%. Tuy nhiên, đầu tư công cho giao thông đường thủy nội địa chỉ chiếm 1% cho tổng mức đầu tư toàn ngành giao thông. Chúng ta chỉ có 8.000 km thôi mà chúng ta chiếm có cái thị phần mà 20%. Thế còn các cái nước khác, ví dụ như là Mỹ, Cộng đồng châu Âu hay là Trung Quốc, khi mà cái hệ thống của họ chiếm khoảng hơn 100.000 km, rồi Trung Quốc khoảng hơn 40.000 km, các nước trên thế giới đấy thì họ chỉ khoảng một nửa chúng ta thôi, tức là chỉ chiếm khoảng 5-6% gì đó thôi, mà trong khi của Việt Nam là khoảng 20%. Thì chúng ta có thể thấy rằng so sánh các con số bằng định lượng như thế thì chúng ta có thể thấy rằng là cái ngành đường thủy nội địa của Việt Nam là có những bước tiến, có những phát triển vượt bậc. Hoạt động vận tải đường bộ chiếm khoảng 77% tổng lượng hàng hóa vận chuyển của cả nước. Chi phí vận tải chiếm khoảng 60% tổng chi phí logistics tại Việt Nam. Tuy nhiên, vận tải hàng hóa đường bộ cũng góp phần gây ra gần 4% lượng phát thải của cả nước, trong khi lượng phát thải của toàn ngành vào khoảng 10%. Quá trình kết nối cung cầu vận tải chưa hiệu quả, tình trạng xe chạy rỗng chiều về còn cao, chiếm khoảng 50-70%. Ùn tắc giao thông từ hoạt động vận tải còn diễn biến phức tạp, hạ tầng không đồng bộ làm gia tăng giá thành vận chuyển. Cái hệ thống giao thông kết nối giữa đường thủy, đường bộ và đường sắt, những tỉnh lộ quốc lộ nó không được đồng bộ về cái tải trọng. Ví dụ như là quốc lộ quy định tải trọng là 50 tấn, nhưng cái đường kết nối giữa quốc lộ với cảng nó chỉ có 30 tấn. Dẫn đến cái việc là cái phương tiện rất nhỏ, nhỏ 30 tấn mới đạt vào, mà muốn đưa phương tiện lớn thì lại phải sang tải, chuyển tải, bốc xếp. Như vậy là nó sẽ phát sinh cái chi phí bốc xếp cho doanh nghiệp. Hạn chế về điều kiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các hành lang vận tải thủy nội địa đã cản trở ngành đường thủy nội địa Việt Nam phát triển. Cụ thể, chỉ có 29% các tuyến đường thủy quốc gia, chiếm khoảng 2.033 km, có khả năng vận hành xà lan trọng tải ít nhất là 300 DVKT do độ sâu sông kênh khan cạn, kích thước luồng tàu nhỏ và tính không cầu thấp. Đặc biệt, nhiều cảng có cơ sở vật chất lạc hậu với mức độ cơ giới hóa thấp, trong khi đó việc kết nối với các phương thức vận tải khác yếu. Tôi cho rằng Việt Nam có hệ thống kênh ngòi thuận lợi cho việc phát triển giao thông vận tải đường thủy và hệ thống giao thông này cần được khai thác tốt hơn nhằm đem lại hiệu quả kinh tế. Phát triển giao thông đường bộ, đường thủy đều quan trọng, nhưng trong giai đoạn hiện nay cần đầu tư nhiều hơn cho đường thủy để kéo giảm chi phí vận tải, từ đó góp phần giảm chi phí logistics. Là không có cái hạ tầng để phục vụ cho vấn đề lưu kho hàng hóa, rồi bảo quản hàng hóa của khách hàng khi người ta chưa có nhu cầu lấy về.
Đấy là cái tuyến hậu phương mà yêu cầu bắt buộc các cái cảng biển, cảng thủy địa chúng ta phải có xây dựng được cái hệ thống dịch vụ lưu trữ hàng hóa thì mới có thể khai thác được cả. Thống kê cho thấy cả nước có 3.500 con sông, kênh chảy ra biển thông qua 124 cửa sông với tổng chiều dài khoảng 80.500 km, trong đó có 42.000 km cửa sông có khả năng phát triển vận tải đường thủy. Bên cạnh đó, cả nước có 272 cảng đường thủy nội địa, có 8.730 bến thuyền cửa biển. Đây thực sự là những tiềm năng rất lớn để phát triển ngành vận tải đường thủy nội địa Việt Nam. Gần như đi song song với quốc lộ 1, tuyến vận tải ven biển đã chia lửa cho tình trạng quá tải trên đường bộ, giảm chi phí cho nền kinh tế, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, do đó rất cần những cơ chế chính sách cần thiết để đẩy mạnh phát triển tuyến vận tải này trong thời gian tới. Ưu tiên phát triển vận tải đường thủy để cân bằng các phương thức vận tải. Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại buổi hội thảo công bố báo cáo nâng cao hiệu quả ngành vận tải đường bộ và chiến lược phát triển bền vững ngành vận tải đường thủy Việt Nam. Trong đó thì nội dung tăng cường khuôn khổ pháp lý, thể chế và tài chính, đặc biệt là cần thiết lập quỹ bảo trì đường thủy được nhấn mạnh để đường thủy phát triển. Đây cũng là khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới World Bank đối với Chính phủ Việt Nam trong báo cáo về phát triển bền vững ngành vận tải thủy nội địa Việt Nam. Đây là một trong hai báo cáo quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Úc và Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực giao thông vận tải. Từ năm 1993 đến năm 2006, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ dự án nâng cấp năng lực vận tải của hai tuyến đường thủy chính của phía Nam nối 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh, chương trình ưu tiên nâng cấp kênh chợ gạo, tuyến vận chuyển hàng hóa quan trọng nhất khu vực. Trong vòng 25 năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ Việt Nam hình thành chiến lược phát triển đường thủy nội địa với tổng gói đầu tư trên 800 triệu đô la để Việt Nam có thể đảm bảo hệ thống vận tải và logistics hiệu quả, đáng tin cậy để có thể thúc đẩy mô hình tăng trưởng kinh tế hiện tại cũng như trong tương lai. Cần xem xét đến 3 yếu tố, đó là cơ sở hạ tầng xương sống được phát triển đầy đủ, dịch vụ vận tải và logistics hiệu quả, đáng tin cậy, mạng lưới đa phương thức kết nối xuyên suốt với chi phí vận tải thấp hơn và đảm bảo tính bền vững. Tiếp nối thành công giai đoạn đầu và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, giai đoạn tiếp theo, chương trình tiếp tục mở rộng mạng lưới vận tải thủy nội địa qua việc nâng cấp hành lang 2 của đồng bằng sông Cửu Long, hành lang dài 253 km đi qua Đồng Tháp 10, qua đường Nguyễn Văn Tiếp đến thành phố Hồ Chí Minh. Hành lang 2 đi vào hoạt động từ năm 2016 đã giúp giảm ùn tắc cho kênh chợ gạo, điểm ùn tắc lớn nhất trong khu vực. Hành lang vận tải thủy mới này đã rút ngắn 50 km, tương đương 2 giờ di chuyển từ đồng bằng sông Cửu Long đến thành phố Hồ Chí Minh. Ở đồng bằng sông Hồng, dự án với nguồn tài trợ 200 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới đã được thực hiện nhằm nâng cấp hành lang Việt Trì - Quảng Ninh và hành lang nối Hà Nội ra Biển Đông qua cửa sông Ninh Cơ. Khi hoàn thành công trình đã kết nối vận tải sông với vận tải ven biển, cho phép các tàu biển lớn hơn 300 tấn di chuyển trên các con sông chính của đồng bằng sông Hồng. Dự án sẽ tập trung cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm chi phí logistics. Đây sẽ là chiến lược để Việt Nam cùng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lẫn giảm khí thải carbon. Nếu chúng ta xem xét lượng khí thải từ đường thủy nội địa ít hơn so với đường bộ như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy đây là ngành mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cũng như từ góc độ biến đổi khí hậu. Vì vậy, đây là một chiến lược phát triển tốt trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với tăng cường sự hợp tác của chúng tôi và Việt Nam trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa. Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, giao thông vận tải Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phát triển ngược, bởi Việt Nam có đường bờ biển dài, mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng chưa được khai thác và sử dụng một cách hiệu quả. Còn giao thông đường bộ thường có suất đầu tư lớn, chi phí cao, nhưng lại là lĩnh vực chủ lực trong vận tải hành khách và hàng hóa. Nhiều năm qua, giao thông đường bộ Việt Nam phát triển nhanh và nóng. Điều đó làm gia tăng tình trạng tai nạn giao thông, dẫn tới chi phí vận tải cao, ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc phát triển giao thông đường thủy nội địa được xem là nhu cầu cần thiết. Hội thảo cũng được nghe các ý kiến kiến nghị, nhiều nhóm giải pháp để tăng cường hiệu quả vận tải đường bộ, đường thủy. Để chúng ta lắng nghe những ý kiến của họ và chúng ta tiếp thu những ý kiến của họ, thì từ đấy chúng ta khi mà hiểu được cái nhu cầu của thị trường,
thì chúng ta có thể đưa ra các cái chính sách nó gần gũi hơn, và từ đấy chúng ta có kết nối và làm cho cái ngành vận tải thủy, công nghiệp vận tải thủy phát triển hơn. Thì đấy là cái mà chúng ta đang tạo ra cái môi trường kiến tạo để làm sao phục vụ cho cái mục tiêu phát triển lớn hơn nữa của ngành vận tải thủy nội địa của Việt Nam. Nhà nước cũng phải vào cuộc, chính phủ, Bộ Thông tải cũng phải vào cuộc và cũng phải có những cái chính sách nó phù hợp, là nó cũng để tạo khuyến khích cho doanh nghiệp phát triển, hợp tác giữa bộ, ban ngành trung ương với địa phương để giúp cho các doanh nghiệp làm các thủ tục xây dựng các bến cảng cũng như là khai thác tại địa phương làm sao nó thuận lợi. Bởi vì vận tải thủy nội địa không phải một mình làm tất cả, mà một là anh phải đến cảng thì phải có cảng, và cảng người ta bốc xếp thì nhanh thì anh đi nhanh được, mà chả cảng người ta bốc xếp chậm này không đi được. Nhưng mà cái tăng lên đó thì mục đích chính của nó tăng lên là làm sao ấy, là năng suất của cái vận tải đường thủy nội địa phải là cao, càng năng suất bao nhiêu thì cao càng bấy nhiêu. Riêng ở đây có một vấn đề cũng phải nói nói là phải an toàn. Nếu an toàn coi như đã là thành công, còn nó năng suất cao bao nhiêu thì lợi nhuận cao bấy nhiêu. Thực ra thì chúng ta có thể thấy rằng là nguồn nhân lực là một trong những cái điều kiện để đảm bảo phát triển tất cả những cái chiến lược phát triển. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải có những cái chính sách để cho các cái cơ sở đào tạo có được một cái sự phát triển một cách bền vững hơn, sát thực hơn với lại cái yêu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa cũng như là vận tải đường bộ. Thực sự là đối với lại các cái chương trình đào tạo cũng như là định hướng quy mô của từng ngành, từng cái lĩnh vực một thì phải được đưa ra một cách cụ thể, và các trường, các cái cơ sở đào tạo này cũng sẽ phải có được một cái sự đầu tư nhiều hơn nữa cả về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo để phù hợp với lại cái yêu cầu của phát triển vận tải logistics cũng như là vận tải các cái ngành cụ thể như là vận tải đường bộ và vận tải nội địa, thủy nội địa. Để giải quyết phương án tài chính cho ngành đường thủy, các chuyên gia cũng đề xuất việc thiết lập quỹ bảo trì đường thủy lấy nguồn thu từ ngân sách nhà nước và phí sử dụng đường thủy. Cơ chế này sẽ mang lại nguồn kinh phí đa dạng và ổn định hơn cho hoạt động bảo trì các tuyến đường thủy quốc gia. Chính phủ Việt Nam có thể xem xét nguồn thu của quỹ bảo trì đường thủy gồm phí giao thông đối với các doanh nghiệp khai thác phương tiện loại 1 và lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho các bến thị nội địa, vận động sự hỗ trợ ngành cho những cam kết và kết cấu hạ tầng tốt hơn và ổn định hơn. Đồng thời, các cơ quan thẩm quyền cũng xem xét khả năng kết hợp thêm một mức phụ thu vào các loại thuế như thuế phương tiện hoặc thuế nhiên liệu vào quỹ bảo trì đường thủy để bù đắp một phần chi phí xã hội và môi trường. Ở Việt Nam, vận tải đường thủy nội địa không thể nổi bật như vận tải đường bộ. Nhu cầu về đầu tư cho đường bộ cũng lớn hơn và có nhiều nguồn lực tốt hơn để thu hút ngân sách công. Đây cũng là xu hướng của nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng lại đặc biệt mất cân đối tại Việt Nam. Chính vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải cần tăng cường nguồn vốn cho các dự án đầu tư phát triển vận tải đường thủy nội địa. Chỉ cần điều chuyển một tỷ lệ nhỏ phần kinh phí cho hệ thống đường bộ sang đường thủy có thể mang lại tác động lớn cho hệ thống đường thủy. Trong quyết định 47/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã ưu tiên tăng nguồn vốn cho bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Việt Nam vẫn cần phải bảo đảm được việc huy động lượng vốn dành cho hoạt động vận hành và kết cấu hạ tầng sau năm 2020 để nâng cấp kết cấu hạ tầng và cải thiện năng lực vận tải đường thủy cả về phương tiện và thị trường. Là hai lĩnh vực chuyên chở tới hơn 90% tổng lượng hàng hóa, vận tải đường bộ và đường thủy đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành giao thông vận tải nói riêng, nền kinh tế xã hội của đất nước nói chung. Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở cửa với tỷ lệ thương mại trên GDP lên tới hơn 200%. Khi mà thuế quan thương mại quốc tế ngày càng giảm và chi phí sản xuất tăng, thì sự cạnh tranh về xuất khẩu của Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào những yếu tố như chất lượng, năng suất lao động, chuỗi cung ứng hiệu quả, và đặc biệt là chi phí vận tải, logistics phải thấp. Việc tăng cường giải pháp phát triển giao thông đường thủy và nâng cao hiệu quả đường bộ hy vọng sẽ góp phần đắc lực trong giảm chi phí vận tải và logistics. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.